con đường, được các bậc đại nhân, được các đại ẩn sĩ noi theo và thực hiện, và những ai dấn bước chính đúng như lời đạo sư dạy. Con đã đọc suy nghĩ mất lời theo đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ Dạ Sa Thú Sa Thú. Kính cảm ơn Trần Đạo Tân Pháp của vị Quy Nhơn, cô nghe Pháp Dung Nguyễn Thích Trạng Đông đã hoan hỷ lên đọc ông bài Tiểu Bộ Kinh 35 La Mã. Dạ, cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đồng hồ của con thì còn sớm 4 phút. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Pháp Tăng vừa quan năm vào đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào Diễm Nguyễn, người phương Nam Tịnh Như nghĩ lại vừa vào đạo tràng. Dạ, bạch sư, đồng hồ con còn sớm một chút, sư có thể cho chúng con nghe pháp sớm không bạch sư? Dạ, nếu được thì con cũng thỉnh sư cho con một tín hiệu ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, thường tọa pháp thân vào nghe được âm thanh con kêu bạch sư. Dạ, sư có nghe được âm thanh con không? Sư cho con xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính chào anh chị Phan Quang Liêm vừa vào đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, thượng tọa pháp tăng có thể cho chúng con học bài sớm không? Thỉnh pháp sư à? Vậy là vừa phải không? Dạ, cảm ơn Rạng Đông. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cùng thỉnh pháp sư trước khi được thượng tọa pháp tăng cho bài học ạ. Phần 30 giây. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô ta Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô ta Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô ta Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sanh. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị mụ dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian. Đời nhân cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni
tội mê cầu được tri chi vẹn tròn. Dạ, trước khi con thỉnh từng tòa pháp tân lên dẫn bài học ngày hôm nay là kinh Tiểu Bộ số 37, con xin đọc chánh kinh trước ạ. Nam mô Bích Hà giá 37 La Mã. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi đã được nghe. Đầy đủ hai pháp này các tỳ kheo, tỳ kheo ngay trong hiện tại an trú với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế nào là hai? Với sự hứng khởi đối với những trường hợp đáng phấn khởi và như lý tinh cần đối với phấn khởi. Dạ, con sai rồi. Và như lý tinh cần đối với phấn khởi. Thành tựu hai pháp này, này các tỳ kheo ngay trong hiện tại, sống với nhiều lạc hỷ, như lý nỗ lực để diệt tận các lậu hoặc. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến. Bậc có trí phấn khởi, trường hợp đáng phấn khởi, vị tỳ kheo nhiệt tình, thông minh và cẩn trọng, quán xuyến nhìn sự vật với trí tuệ bát nhã, nhiệt tình trú như vậy. Sống đời sống an tịnh, không bồng bột khăn sai, chú lực tâm tịnh chỉ, có thể đạt chứng được đoạn diệt các khổ đau. Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe. Dạ, bản chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con không bạch sư? Có nghe, sư cho con một tín hiệu để con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lại. Nhật Quỳnh kính chúc đằng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn Xích Rạng Đông, Bích Tài và đạo tràng cho tín hiệu. Dạ, con thành kính trảnh lễ thượng tọa Nam Nguyên người giàu đạo tràng. Dạ, con kính dâng mít đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sắc Khai giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính chào Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thần chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Dạ. Cảm ơn Thượng Tọa Minh Hạnh. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua cái bài số 37 La Mã. Bữa trước thì chúng tôi giảng là 35, nhưng mà cái pháp đối lập lại là bài 36, cho nên nó có cái ý nghĩa tương tự như vậy, nên chúng tôi không có giảng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ giảng cái bài 37, tức là 37 La Mã. Bởi vì hai bài trước dường như là pháp đối lập với nhau. Pháp này thiện thì pháp kia bất thiện, pháp này tốt thì pháp kia không tốt, vậy thôi. Hôm nay đó thì chúng ta học qua cái bài số 37. Trước khi giảng bài học hôm nay đó, thì chúng tôi cùng quý vị hướng về Tam Bảo đảnh lễ tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Buddhang Phakawantang Aphiwa Dimi. Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, đấng thiên nhân sư bi trí vẹn toàn. Soa Khato Phagavata Thammo Thammang Nakma Sami. Nhất tâm đảnh lễ giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng, đạo chuyển mê khai ngộ ly khổ đắc lạc. Subhatibano Phagavato Sawakasangho Sankhang Namasami. Nhất tâm đảnh lễ chư hiền thánh tăng, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm là mô phạm của quần sinh,
là phước điện của chư thiên và nhân loại. Dâng đức lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt, nguyện cầu mấn Tam Bảo gia hộ cho chư tôn đức, quý cô tu nữ, quý thiện nam tín nữ luôn được sự an lạc. Nam mô Buddhaya. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, như vậy thì hôm nay chúng ta học qua bài số 37 này đó, thì cái phần chánh kinh cô Nhật Quỳnh đã đọc cho chúng ta nghe rồi. Bây giờ thì chúng tôi xin lấy hai cái chi pháp chính ở trong cái nội dung bài học hôm nay. Thì Đức Phật Ngài gọi là nếu một vị tỳ kheo mà đầy đủ và an trú đầy đủ hai pháp này đó, thì sẽ an trú nhiều hỷ lạc như lý tác ý, nỗ lực như thế nào là hai. Thì ở đây nó có một là điều là với sự hoan hỷ hứng khởi, phấn khởi. Nghe chữ hứng thì nó kỳ quá. Tức là mình hoan hỷ phấn khởi ở trong cái thiện pháp này. Nói chung là vậy. Cái thứ hai nữa là mình có khéo tác ý, tức là như lý tác ý mà mình tinh cần. Đó là hai cái pháp quan trọng. Và chính nhờ hai cái pháp này đó thì một vị tỳ kheo ở trong hiện tại đó có nhiều cái lạc trú, có nhiều cái lạc trú. Và với cái việc mà phấn khởi hoan hỷ, cái việc mà hành đạo của một cái người thành một cái vị hành giả, một vị tỳ kheo đó, thì với cái tâm định tĩnh, cái định tĩnh như vậy thì cái trí tuệ sẽ sanh khởi. Ở đây nói là trí tuệ bát nhã, nhưng mà cái chữ bát nhã thì từ cái chữ phiên âm từ cái chữ ban nha mà ra thôi, mà ban nha cũng có nghĩa là trí tuệ rồi. Thì ở đây đó thì cái trí ở đây đó là chỉ cho cái trí mà một cái người trí đạo, trí đạo, trí ở trong tâm đạo của bậc thánh để giác ngộ, liễu tri giác ngộ, giải thoát, đoạn tận phiền não, giải thoát là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ thấy hai cái chi pháp này đó, thì xin thưa quý Phật tử, thưa quý vị, ở đây đó là trước nhất là mình tập cái tâm của mình có cái sự hoan hỷ phấn khích, hoan hỷ và phấn khởi ở trong cái phấn khởi ở trong cái việc mà mình tu tập. Chứ mình không có hoan hỷ là không được. Trước nhất là mình phải có hoan hỷ. Thứ nhất đó là mình phải hoan hỷ cái gì, hoan hỷ biết những cái gì mà làm ô nhiễm nội tâm, biết những cái gì mà nó là hành động ác. Trước nhất là mình biết tránh xa cái điều ác đó. Nói đến điều ác á, thì thật sự ra thì nó là từ ở nơi thân khẩu. Chứ như chúng ta nghe là thân ác nghiệp, khẩu ác nghiệp và ý ác nghiệp. Mà thân ác nghiệp thì có nghĩa là sát sanh, thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh. Khẩu ác nghiệp tức là nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ và nói lời vô ích, thì đó là khẩu ác nghiệp. Nhưng mà ý ác nghiệp á, thì là do tham ác sanh khởi thường xuyên, sân ác sanh khởi thường xuyên và tà kiến ác sanh khởi thường xuyên, thì vậy được gọi là ý ác nghiệp. Thì bây giờ á, nếu một người mà nếu chúng ta thấy rằng ở trong tâm thiện của mình á quý vị, trong tâm bất thiện nó cũng có thọ hỷ. Bởi vì trong tâm tham nó có thọ hỷ. Trong kinh Thánh Cầu thuộc Trung Bộ Kinh á, thì Đức Phật có dạy rằng là Ariya Pariyasana, Anariya Pariyasana. Có nghĩa là gì? Một cái là thánh cầu, một cái là phi thánh cầu. Một cái là phi thánh cầu. Như thế nào được gọi là phi thánh cầu mà như thế nào được gọi là thánh cầu? Tức là phi thánh cầu ở đây là cái sự tầm cầu của những người phàm phu.
Mà phàm phu là gì? Phàm phu là tầm cầu cái sở hữu. Sở hữu về vợ con, chồng con, sở hữu về tài sản, sở hữu gì? Danh vọng, địa vị, sở hữu về tất cả các cái gì mà mình gọi là mình thích thú. Ví dụ như ngày xưa trong kinh gọi là trâu bò heo dê đất đai gì đó thì tùy vào. Ngày nay thì cái quyền sở hữu của người khác á, thì nó có nhiều thứ, không phải là chỉ có trâu bò heo dê không, mà ở đây mình hiểu là mình tham cầu những cái điều đó, mình tham cầu những cái điều đó, nghĩ rằng cái đó là cái mà mình của mình, của mình. Và vì vậy cho nên là mình dính mắc, mình không buông bỏ. Và thế là mình đi tầm cầu những cái đó. Và chúng ta đang bị cái lây quay ở trong cái sanh tử luân hồi đó. Cho nên là chúng ta không có vượt ra khỏi. Cái người mà tầm cầu như vậy. Rồi tâm cầu của sanh già bệnh chết. Thì chúng ta gẫm lại ở trong kiếp người của mình, kiếp nhân sinh của chúng ta. Kiếp nhân sinh của chúng ta. Từ khi chúng ta mở mắt chào đời cho đến đến khi mà chúng ta nhắm mắt lìa đời, thì phải nói rằng chúng ta không có đem theo được cái gì hết, nhưng mà chúng ta lại đi tầm cầu những cái mà trong kinh nói rằng về danh vọng, về sở hữu, về tài sản, về cái này là con tôi, tài sản tôi gì đó. Ví dụ trong kinh Pháp Cú có nói rằng con tôi, tài sản tôi, phàm phu nghĩ thế nhưng mà có chi, chính thân còn có ra gì, huống là sự nghiệp còn chi của mình. Trong kinh Pháp Cú có nhắc nhở như vậy. Thì ở đây quý vị thấy rằng cái tầm cầu mà tầm cầu sở hữu đó, biết rằng như vậy nhưng mà chúng ta bỏ nó đó thì không thể, khó thể, phải không? Khó thể làm được. Và chính vì vậy cho nên là chúng ta bị cứ lây quẩn ở trong cái dòng sanh tử. Chúng ta đi tìm cầu những cái sở hữu và đi tầm cầu những cái mà sanh tử cứ tái diễn tiếp tiếp tục vậy. Và ngược lại đối với cái tầm cầu của một bậc thánh thì khác. Bậc thánh thấy rằng là chính những cái đó đó, những cái mà mình nghĩ là mình sở hữu đó, thì không có là cái gì hết. Không có cái gì hết. Xét kỹ là không có gì hết. Rồi nhìn lại trong cuộc đời thì nếu mà mình còn luân hồi thì rõ ràng là chúng ta chỉ có đem theo hai cái thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Đem theo thiện nghiệp và ác nghiệp mà thôi. Không có gì hết. Và nếu chúng ta tu tập mà để đạt được sự giải thoát thì khi nào không còn tiếp diễn của đời sống luân hồi nữa thì thật sự là cái đó mới là cái mà tầm cầu của Bậc Thánh. Để Bậc Thánh thấy rõ đứng những điều đó. Cho nên là trong Kinh Trung Bộ có nhắc đến hai cái điều đó, tức là gọi là kinh song tầm, song tầm. Một cái tầm cầu của Bậc Thánh và một cái tầm cầu phi Phật tánh. Bây giờ chúng tôi trở lại với một điều. Trước nhất là mình phải lập tâm của mình quan hỷ tránh xa những điều ác, từ thân khẩu ý. Nếu mình không có lập tâm để mà mình tránh xa điều ác thì sự thật ra mình tạo cái ác nghiệp thì gánh lấy cái quả khổ. Chưa có kể là mình sẽ tiếp diễn cho đời sống luân hồi. Thì cái người mà tạo ra cái ác nghiệp từ thân khẩu ý đó, cho nên là lãnh lấy cái quả khổ. Đó là điều mà chắc chắn là như vậy. Chắc chắn như vậy. Cho nên là mình phải lập tâm mình quan hỷ với những cái việc mà mình tránh xa điều ác. Đừng nghĩ rằng quả báo không có. Đừng nghĩ là quả báo không có. Trong kinh Pháp Cú Đức Phật có dạy rằng nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai đời khổ. Khổ vì thấy ác nghiệp của mình làm. Và vì vậy cho nên là mình phải biết cái người mà phải quan hỷ. Ví dụ như là quý vị Phật tử thấy rằng mình giữ giới, mình tu tập, đừng nói rằng cái chuyện gì mà nó là cao siêu giải thoát, nhưng mà mình giữ giới mà mình làm sao mà mình biết tránh xa những cái điều ác, không có làm những điều lành, cố gắng làm những điều lành, thì rõ ràng là
mình phải có cái tâm hoan hỷ, chứ mình đừng thấy nó là sự gò bó, sự khó chịu, sự bàn ràng buộc. Thì mình phải lập tâm hoan hỷ vậy. Hoan hỷ ở trong cái tránh xa, trong cái việc mà mình tránh xa các cái điều ác, mình phải hoan hỷ. Cái thứ hai nữa đó là mình phải cố gắng hoan hỷ làm các cái việc thiện. Việc thiện, một người giả sử như mình nói là một người không làm điều ác và không làm điều thiện thì có thể là nói là người đó làm điều thiện không? Không. Mới có tránh xa điều ác không thì chưa đủ, mà phải thực hiện những điều thiện. Cho nên chúng ta có một cái câu pháp cú nữa đó, Đức Phật ngài dạy là sabbaba basa akaranam kusala upasambada sacitta pariyodabanam ê tăng buddhasasana. Chư ác mà tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo. Có nghĩa là không làm các việc ác, gắn làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời của chư Phật. Cho nên ở câu pháp cú đó, không mà để chúng ta hoàn thiện mà tránh xa các cái điều ác cũng đã có rồi, chúng ta lại thực hiện những cái điều lành. Mình không làm điều ác mà mình không làm tránh xa điều ác rồi á, nhưng mà mình không hành thiện thì cũng không được. Hãy hành thiện, thì trong các cái pháp thiện mình phải tập tâm của mình phải hoan hỷ trong việc thiện. Đường đi á, thì nó chắc chắn là khi chúng ta đi đến định đến đích điểm cuối cùng thì không thể nào mà không trải qua cam go, không trải qua cam go, biết bao nhiêu thử thách, biết bao nhiêu cám dỗ trong cuộc đời này. Và như vậy thì mình phải cố gắng thực hiện những cái điều lành, thực hiện những cái điều lành. Điều lành ở đây đó thì quý vị biết á, nhiều việc lắm. Trong 10 cái thiện sự mà gọi là Phúc Hành Tông Bunya Kiriya Quách Thú đó, thì Đức Phật ngài dạy cho chúng ta về những cái việc thiện. Các nhà sớ giải cũng như là các vị Asa-lê cũng cho chúng ta thực hiện tới 10 cái việc thiện. 10 việc thiện. Việc thiện thì có nhiều, nhưng mà trong đó là tóm lược lại 10 cái việc thiện, từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc cung kính, phục vụ, tùy hỷ phước, hồi hướng phước, cải chánh tri kiến, thính pháp, thuyết pháp. Cho nên là tụ chung lại là chúng ta cố gắng thực hành những cái hạnh lành ở trong đời sống. Hạnh lành trong đời sống. Và cái hạnh lành ở đây đó, thì xin thưa quý vị, mình phải tập tâm hoan hỷ. Không vì một cái ý riêng tư, không vì một cái ý nhỏ nào mà mình bỏ qua, và cố gắng thực hiện. Ở trong mỗi chúng ta đó, nó hình thành nên cái ý niệm ác và cái ý niệm thiện. Cho nên nếu chúng ta không khéo đó, thì cái ý niệm ác, cái ý niệm bất thiện đó, nó dễ dàng sanh khởi lên. Vì vậy cho nên là khi nào mà ý niệm thiện mà có hoặc là chưa có, thì chúng ta ráng cố gắng gây dựng, khởi dựng lên cái ý niệm thiện tốt. Đừng để cho cái ý niệm bất thiện nó khởi lên. Giống như trong ta giữa có ma, có Phật vậy. Phật ở đây mình tượng trưng cho cái ý niệm thiện, cái ý niệm mà hướng đến giác ngộ. Còn ma ở đây là cái ý niệm bất thiện, cái ý niệm của một cái sự ô uế. Như vậy thì ở đây đó, có thể nói rằng giống như trong kinh nói rằng, dạy rằng hả, mà pháp thiện tăng trưởng thì pháp bất thiện sẽ bị đẩy lùi. Ngược lại đó là pháp bất thiện tăng trưởng thì pháp thiện sẽ bị đẩy lùi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu cuộc tu này mà chúng ta không nỗ lực, không cố gắng hành thiện, thì lâu ngày chày tháng nó trở thành gì, nó giống như là một cái cùng, mấy cái cùng chí, tức là chúng ta bị cuồn lại, không có nỗ lực được, và do đó chúng ta dậm chân tại chỗ. Mà dậm chân tại chỗ á, thì ác pháp sẽ sanh khởi. Cho nên là để mà mình quân tập cho cái ý niệm thiện nó rất là khó, cứ tập tới tập lui thường xuyên như vậy.
mới bắt đầu được trưởng dưỡng từ ở cái điều thiện nhỏ mới trở thành những cái điều thiện lớn. Ban đầu thì làm nó khó, làm điều thực hiện, thực hành điều thiện nó khó. Mọi cái điều thiện từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc cung kính. Mình khởi cái tâm cung kính thì sự thật ra là mình cúng kính những Phật Pháp Tăng cũng vậy. Mình ý niệm của trong Phật, ý niệm Phật, ý niệm Pháp và ý niệm Tăng thì mình nên nghĩ đến cái đại thể. Đại thể ý chúng tôi muốn nói tăng chúng là một đại thể. Tăng chúng là một đại thể, không phải riêng cá nhân. Và khi mà mình đặt cá nhân á, thì lại là nó không tốt cho mình, không tốt cho mình. Và khi mà không tốt như vậy á, thì có một cái chuyện gì đó thì sau này cái tâm của mình á, nó thối thất. Mình mất đi cái chỗ trụ, chỗ định hướng cho mình, mất đi những cái mình gọi là thần tượng đó. Thì cái đó nó cũng rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là ở đây trong cái ý niệm thiện, ý chúng tôi muốn nói, cái ý niệm thiện của mình á, là mình ráng cố gắng mình nuôi dưỡng trong cái ý niệm thiện đó thường xuyên và thực hành. Quý vị thấy rằng cuộc sống ngày nay nó có nhiều thứ lắm. Nó có nhiều thứ, nhất là giới trẻ có nhiều cái bận rộn. Mình sống những cái nước tiên tiến nhiều chừng nào thì chạy đua thời gian với công việc nhiều chừng nấy. Và lắm lúc á, chúng ta cũng không có một chút nào để an tịnh được, ngơi nghỉ được ở cái nội tâm của mình. Bởi vì mình chạy đua với thời gian, chạy đua với công việc. Và thế là chúng ta cứ bị dắt dẫn bởi những trần cảnh như vậy. Thì mình khó bao giờ mình có được một cái ý niệm thiện một cách đều đặn, thường xuyên. Như vậy thì ở đây đó, khi mà thực hiện những điều thiện, quý vị thấy rằng là có những người ở xa mình đi chùa chưa được, hay là thỉnh thoảng mình mới có thể đến để hành thiện. Mình gặp chư Tăng, mình cúng dường, mình thọ trì quy giới, hay là mình nghe Pháp, hay là mình được phục vụ cao thượng, thấy cao thượng hay là nghe cao thượng. Trong những cái bài học mà chúng ta thường được biết, thấy cao thượng, nghe cao thượng, phục vụ cao thượng, vân vân. Thì khi những cái việc mà hành thiện ở trong đời sống hàng ngày của mình phải có cái sự quan hỷ, cố gắng thực hiện những điều thiện. Cho nên trong kinh Pháp Cú á, Đức Phật ngài dạy rằng điều thiện nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, bậc trí thiện dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Nhưng mà ngược lại đó thì quý vị thấy rằng á, điều ác nhỏ chớ khinh, tưởng quả chẳng đến mình, kẻ ngu ác dồn chứa như nước nhỏ đầy bình. Cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví về cái ví dụ về cái gì, cái bình nước mà nó nhiễu từng giọt từng giọt từng giọt thì lâu ngày nó cũng sẽ đầy thôi, hình ảnh đó. Cho nên nếu mà mình biết tích lũy những điều thiện đó, thì dù là một cái việc thiện nhỏ chúng ta cũng cố gắng tích lũy. Và cái điều thứ ba nữa là mình tập cái tâm quan hỷ, giữ gìn cái tâm của mình. Giữ cái tâm của mình. Giữ tâm mình bằng gì? Giữ cái tâm của mình bằng đời sống chánh niệm. Khi nào cũng vậy. Đi, đứng, nằm, ngồi. Chúng tôi nói chánh niệm tức là mình nói đến thiền. Nhưng mà mình trong đời sống mình luôn luôn nghĩ đến những cái ân đức của Phật, ân đức của Pháp, ân đức của Tăng thôi. Mình nghĩ một cách rốt ráo, mình suy xét một cách rốt ráo, tập tâm mình quan hỷ với những cái ân đức đó, thì mình có lâm chung của mình cũng được sanh thiên. Được sanh thiên. Và mình nghĩ đến những cái ân đức đó thì đời sống mình lại an tịnh. An tịnh. Mình có được cái sự an tịnh. Bởi vì mình nghĩ những việc khác, mình suy nghĩ đến những việc khác ấy, thì nhiều khi cái tâm của mình nó bị bay nhảy, nó bị phóng túng, nó bị phan duyên theo trần cảnh. Nhưng mà mình nghĩ đến những cái ân đức của Phật, ân đức của giáo pháp, ân đức của chư Tăng, mình tập cái tâm của mình quan hỷ ở trong những cái ân đức đó, thì mình cũng đã có điều
những cái niềm hỷ lạc trong cái sự tinh tấn thiện pháp hàng ngày của mình rồi. Đặc biệt là khi mà mình giữ cái tâm của mình không có chi bằng là chính mình tự giữ, mà giữ ở đây là giữ bằng đời sống chánh niệm. Chánh niệm là sao? Quý vị thấy rằng là đến một lúc nào đó thì mình xét thấy rằng mình không còn có sức khỏe để mình đi đến cái chỗ tu tập nữa. Mình ở nhà, mình ở nhà. Rồi mình cũng, bởi vì mình, nếu mà mình không thấy cao thượng, không nghe cao thượng, mà mình lại là tu tập một cách cao thượng, tức là nhờ là gì? Nhờ mình giữ cái tâm của mình có đời sống chánh niệm. Tức là dù đi ra đi vô, hay những cái lúc mà mình nằm ở trên giường, hay là những lúc mà ở trong nhà, mình luôn luôn giữ cái tâm của mình nghĩ đến ân đức của Phật, Pháp Tăng, và luôn luôn giữ cái tâm của mình bằng đời sống chánh niệm. Ví dụ như là chúng ta quán về hơi thở, niệm về hơi thở, một trong những cái gì mà chúng tôi thấy rằng nó gần gũi lắm. Bản thân của chúng tôi cũng tâm đắc với những cái đề tài đó, những cái đề mục đó, tâm đắc với những cái đề mục đó. Tại vì sao? Chúng tôi thấy rằng là cái hơi thở là những cái gì mà nó gắn liền với mạng sống của mình. Và ngày nào mình còn sống có nghĩa là hơi thở còn ra vào. Và mình mượn cái hơi thở đó, mình giữ cái tâm của mình. Giữ cái tâm của mình. Đừng nghĩ những chuyện gì nó đã ra qua, tức là chuyện quá khứ. Nếu nó đã qua là nó chuyện quá khứ, còn nó chưa tới là chuyện tương lai. Chuyện tương lai thì cũng không biết là nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng hoàn toàn nếu mà mình hướng vọng về quá khứ, nó cũng đều là vô vọng. Mà hướng vọng về tương lai á, thì không có chính xác một cái gì hết. Cho nên là chỉ có cái là mình chánh niệm, tỉnh giác, tức là mình ghi nhận, biết rõ về những cái gì đang diễn ra giữa thân và tâm của mình. Thí dụ như mình niệm về hơi thở vô, hơi thở ra, tâm mình biết rõ những điều đó, ghi nhận biết rõ những điều đó. Rồi hơi thở vô, hơi thở ra, hơi thở mạnh, hơi thở yếu, mình đều biết rõ như vậy. Thì chỉ như vậy thôi, cứ làm tới làm lui. Sợ có đến lúc nào đó mà mình sắp sửa lâm chung thì tâm mình nó tán loạn. Mình không có tu tập thì tâm mình dễ tán loạn lắm. Đối diện trước cái sự mà giống như là trước khi mà đối diện trước sự chết, có lẽ là ai ai cũng sợ. Nếu mà mình không khéo tu tập, mình sợ lắm. Sợ là gì? Nó bắt nguồn từ ở cái tha mái mà ra, cho nên chúng ta sợ chết. Bởi vậy cho nên là khi mà mình nghĩ đến việc chết là mình luôn luôn giống như là một người mà tu tập niệm về sự chết cũng vậy. Có nghĩa là mình luôn luôn sẵn sàng chuẩn bị cho mình một cái chết. Thì khi đối diện trước sự chết mình không đến nỗi sợ, nếu mình đã có thuần thục. Còn nếu chưa có thuần thục thì đối diện trước sự chết rất là sợ. Thì như vậy thì vì sao mà ở đây, vì sao mà mình gọi là sợ chết? Sợ chết đó là vì mình muốn được sống, cho nên là mình sợ chết. Và hạ kề cận với sự chết thì mình lại muốn được sống. Muốn được sống. Rồi mình muốn, mình nghĩ rằng những cái tâm nguyện mà mình muốn, mong muốn đó, nó chưa được như ý của mình được. Mình chưa thực hiện xong. Về con cái, về tài sản, về danh vọng, đề vị. Đến những cái rất là đơn giản là muốn được sống mà không được sống. Thì cái đó làm cho mình lo sợ. Lo sợ. Cho nên là ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng là trong kinh đó, vì sao mà trong kinh Tăng Chi Đức Phật có cái ví dụ rằng cái người mà sanh về cảnh giới lành á, thì nó ít dư là cái số cũng như là hai cái sừng của con bò. Nhưng mà cái người mà sanh về cảnh giới khổ á, thì nhiều như số lông con bò. Ở đây muốn nói tức là cái tâm tán loạn, phinh hướng tán loạn của phàm phu á, thì hầu như là như vậy. Nếu không tu tập, hầu là như vậy. Cho nên là chúng ta có nhiều thứ
có nhiều thứ mà để cho tâm chúng ta tán loạn, tán loạn. Tại vì vậy cho nên là chúng ta cố gắng gìn giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình bằng đời sống chánh niệm. Cũng trong kinh Pháp Cú có một cái câu, câu Pháp Cú á, các vị nhớ là Đức Phật Ngài có dạy trong kinh Pháp Cú: nếu người sống trăm năm không biết pháp sanh diệt, chẳng bằng sống một ngày mà được rõ được biết. Ý là một người sống trăm năm mà không thấy rõ sự sanh diệt ở trong thân và tâm của mình, bởi chỉ có cái trí tuệ mà ở đây được gọi là trí tuệ bát nhã, cái trí tuệ bát nhã có nghĩa là thấy sự sanh diệt ở trong danh và sắc của mình, thân và tâm của mình, mọi cái suy nghĩ diễn biến thọ tưởng hành thức trong bốn cái thành phần danh quẩn của mình, và cái sự biến đổi thay đổi của sắc quẩn này từng sát na một. Mặc dù theo di diệu pháp thì quý vị thấy rằng là sắc pháp vẫn là sanh diệt chậm hơn danh pháp 17 sát na, tâm qua 17 sắc nhào một khi. Có nghĩa là 17 sát na của danh pháp sanh khởi thì sẽ có một sắc pháp diệt đi. Thế là như vậy, sanh diệt mà với một cái người mà có cái trí tuệ, mà ở đây muốn nói tới cái trí tuệ đạo quả đó, đến một lúc nào đó, ở đây đó quý vị thấy rằng tại sao mà mình phải giữ cái tâm mình bằng cái chánh niệm. Thử thật ra đó, chánh niệm và tỉnh giác mà là hai pháp là có nhiều tác dụng mà Ngài Xá Lợi Phất đã dạy trong kinh Thập Thượng đó. Thì quý vị thấy rằng vì sao? Nhờ chánh niệm tỉnh giác này lâu ngày chày tháng thì nó sẽ có một cái tuệ ở trong 16 tuệ minh sát. Thì đến một mức độ nào đó thì thấy sự sanh diệt của danh sắc, để chi? Để mà mình thấy rõ vô thường, thấy rõ khổ, thấy rõ vô ngã, để chúng ta phá bỏ cái ngã chấp của mình. Thường thường đó là chúng ta thấy nè, trong ba cái nhân mà gọi là phiền não đó, trong ba cái nhân mà gọi là phiền não, thứ nhất là vô minh, thứ hai là tham ái, thứ ba là chấp thủ. Mà trong giáo lý duyên khởi thì vô minh duyên cho hành, hành duyên cho thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái thì sẽ là duyên cho thủ. Trong thủ thì nó có bốn: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ và đặc biệt là ngã chấp thủ. Cái tôi của mình nó dính ở trong sắc quẩn, cái tôi của mình là nó dính ở trong thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn. Cho nên cái ngã chấp của mình nó luôn luôn dính liền như vậy, dính liền như vậy. Mà để bỏ đoạn trừ cái ngã chấp á thì mình mới phải chấm dứt được ái, chấm dứt được khổ đau. Cho nên cái nhân mà luân hồi mà được cắt đứt á, thì cái quả luân hồi chúng ta không còn. Cái quả luân hồi ở đây là xúc, là thọ, sanh, lão, bệnh, tử, sầu, bi, khổ, u não, nó diễn ra. Cho nên ở đây điều mà đặc biệt Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó là nên giữ cái tâm của mình, giữ cái tâm của mình. Giữ cái tâm của mình giống như là một người chỉ còn một con mắt còn lại thôi, ráng giữ con mắt đó đi. Nếu mà để đuôi con mắt này luôn là coi như người mù lòa. Giữ cái tâm mình như vậy. Cái điều thứ tư ở đây đó là mình nên tập cái tâm của mình hoan hỷ ở trong cái gì? Hướng đến giải thoát. Làm cái chuyện thiện sự gì đi nữa, mình cũng mong rằng để sớm được giải thoát. Mình nghe nói giải thoát ấy thì có lẽ là xa vời với chúng ta, nhưng mà rõ ràng nếu chúng ta không có cái ý muốn hướng đến giải thoát á, tập cái tâm quan hỷ ý muốn hướng đến giải thoát á, thì biết chừng nào chúng ta được giải thoát, biết khi nào chúng ta được giải thoát. Cho nên là chúng ta phải làm cái thiện sự gì, từ cái việc cung kính bố thí trì giới, tham thiền, nghe pháp hay hoặc là thính pháp, hay là cải chánh tri kiến của mình. Mình làm những cái thiện pháp gì cũng mong muốn hướng được đến cái sự giải thoát. Đó là điều quan trọng nhất. Còn nếu chúng ta không
chúng ta phải phân biệt được cái nào là bố thí thường, cái nào là bố thí ba la mật, cái nào là ở một mức độ ý muốn bình thường, cái nào thuộc về chí nguyện giải thoát. Cho nên trong thập độ nó gọi là Atitha, Atitha. Có một cái nguyện độ đó là Atitha, tức là chí nguyện giải thoát. Nếu chúng ta không có chí nguyện giải thoát thì không thể nào giải thoát được. Và khi chúng ta tập cho chúng ta quan hỷ ở trong cái việc mà hướng đến giải thoát đó, thì chúng ta sẽ có một ngày chúng ta được giải thoát. Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ được giải thoát. Nếu chúng ta không có cái ý muốn hướng gì đến giải thoát thì rõ ràng là chúng ta khó bao giờ có được cái sự giải thoát. Đây là cái điều mà chúng tôi muốn nói. Đức Phật Ngài dạy rằng có cái tâm phấn khởi, hoan hỷ với những cái việc mà mình cần phải làm. Thứ nhất là biết tránh xa điều ác. Thứ hai là cố gắng thực hiện những cái hạnh lành ở trong đời sống. Thứ ba là hãy giữ gìn tâm mình. Thứ tư là phải có ý muốn hướng đến giải thoát. Đó là điều cần thiết. Và ở đây chúng ta sẽ đi qua cái chi pháp thứ hai mà chúng tôi muốn nói. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng là ở đây đó là như lý tinh cần. Sự thật ra đó là khéo tác ý trong cái sự tinh tấn. Khéo tác ý nói cho rõ là như vậy. Ở trong pháp á, thì có một cái á, gọi là yoniso manasikara. Rồi ngược lại đó là ayoniso manasikara, không khéo tác ý và khéo tác ý. Ở đây đó là yoniso manasikara, tức là khéo tác ý. Mà khéo tác ý như để cho chúng ta có được cái sự. Thứ nhất á, ở đây đó là quý vị thấy rằng là mình luôn luôn quán xét vô thường khổ. Chúng ta phải thấy sự khổ được, quán xét vô thường được. Cái vô thường mà trong Phật giáo đó, đó là định đề. Sự khổ dường như là một định đề. Là một định đề. Nó là chất thật như vậy. Không thể nào sai khác. Bây giờ chúng ta thấy là cái gì nó Đức Phật Ngài dạy vô thường. Mà các cái triết gia phương Tây xưa nay họ cũng có một số vị họ cũng nhìn nhận vậy. Họ cũng nhìn nhận. Nhưng mà ở trong Phật giáo á, thấy rõ là vô thường này nó liên quan đến tất cả các pháp hữu vi. Giống như chúng ta thấy nhớ các cái ông mà triết gia của Hy Lạp Socrates, ông có nói là ta không thể nào tắm hai lần trên một dòng sông. Có nghĩa là vạn vật luôn luôn trôi chảy. Vạn vật luôn luôn trôi chảy. Và cái gì vô thường? Vô thường là nó không có đứng yên, không thay đổi, nó thường xuyên thay đổi. Nó sẽ thay đổi theo từng khoảng khắc. Nói trong Phật giáo là thay đổi theo từng sát na, từng sát na. Ở bên ngoài người ta có số đo về thời gian, về giây, về sao, về phút, vân vân, về giờ, vân vân. Thí dụ vậy, người ta có số đo về thời gian. Nhưng mà trong Phật giáo có một cái số đo gọi là sát na. Sát na. Cái sát na này là chỉ cho một cái biến hiện thật là nhanh, biến đổi thật là nhanh. Một cái khải móng tay của chúng ta có hàng triệu triệu sát na sanh khởi. Như vậy thì cái tốc độ nó mau vậy. Cái tốc độ nó mau như vậy. Và vì vậy cho nên là để mà quán về vô thường á, thì sự thật ra không phải chúng ta miễn cưỡng để chúng ta quán vô thường, mà chúng ta muốn trực nhận, nhìn nhận đúng nó, đúng bản chất thật của nó, để chúng ta thấy được bản chất thật của nó là vô thường. Bản chất thật của nó, chúng ta nhìn lại nè, về thể chất của chúng ta vô thường, cơ thể của chúng ta là vô thường. Từ một đứa bé sơ sinh cho đến một cậu thiếu niên hay là một cô thiếu nữ, từ tuổi ấu niên rồi bước sang tuổi thanh niên,
bước sang tuổi trung niên và bước sang tuổi lão niên. Mà chúng ta nhìn lại thái độ. Cái mà chúng ta nhìn tháng trước, tháng sau thấy già hơn, năm trước, năm sau thấy già hơn, cái đó nó cũng đã biến chuyển rất là nhiều rồi. Đó là vô thường. Đó biến chuyển. Sự thật ra là nó đang già, đang chết đó. Tế bào của chúng ta, sắc pháp của chúng ta cũng đang sanh khởi, diệt sanh, diệt sanh, diệt. Tâm của ta cũng đương sanh, diệt sanh, diệt sanh, diệt. Và cái này sanh lên là diệt. Mặc dù theo di diệu pháp phân tích là sinh trụ dị diệt, cái gì mới hình thành lên là gọi là sinh, cái gì có mặt đó gọi là trụ, cái gì biến chuyển đi đó gọi là dị, và cái gì biến mất đi là diệt. Biến mất đi là diệt. Cho nên là cái sắc pháp của chúng ta, cơ thể của chúng ta, nói đến sắc pháp tức là vạn vật. Vạn vật. Vạn vật là từ ở trong nội thân của mình hoặc là ngoại thân của mình. Thí dụ như đối với các vị, chúng tôi là ngoại sắc của các vị nhìn chúng tôi. Đối với các vị thì các vị là ngoại sắc đối với chúng tôi. Như vậy thì ở đây đó, mặc dù là thân ai cũng là năm uẩn, chúng tôi cũng năm uẩn, các vị cũng năm uẩn. Năm uẩn thì là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, nó cũng đang sinh diệt đó. Nó cũng đang sinh diệt đó. Đang sinh diệt đó. Chứ không phải xa vời đâu. Cho nên là về cảnh sắc cơ thể của chúng ta, thể chất của chúng ta đây, cơ thể của chúng ta đây cũng đang sinh diệt, đang chịu vô thường. Rồi cảnh vật xung quanh của chúng ta nó cũng đã đang chịu sự vô thường đó. Đang chịu vô thường. Bởi nó biến đổi mà. Cảnh vật nó thay đổi. Làng quê của mình mà chừng 5-3 năm sau mình về thì nó cũng đã có thay đổi rồi. Lâu lâu mình trở về quê, mình thăm quê của mình, đường đi vào thôn quê của mình, đường vào ngõ ngách ở nhà của mình, qua những cái con hẻm, qua những rặng cây hay qua những cái hàng tre, nó đều thay đổi. Chứ đừng nói rằng một thời gian sau dài hơn nữa. Cho nên cảnh vật nó cũng đang thay đổi, thể chất chúng ta cũng đang thay đổi, và đặc biệt là tâm lý của chúng ta đang thay đổi. Chúng ta quán cái vô thường này để chúng ta thấy rằng không có gì chắc thật. Không có gì chắc thật. Không có gì chắc thật. Thường là vì sao mình ở khổ? Là vì cái người mà mình thương, thấy không? Cái người mà mình quý đến với mình, hay hoặc là người thân của mình, người mà mình thương, mình quý đó, mà bỗng chốc mình xa lìa với họ, hay hoặc là họ xa lìa với mình, thì mình tiếc nuối. Cho nên nó là sự khổ. Nó là sự khổ. Nếu mà mình thấy rằng vạn vật nó là thường, thường ở đây muốn nói là nó là thay đổi. Chúng ta không có một cái bỏ bớt những cái ngã chấp ở tôi, hoặc là tự ngã của tôi, hoặc là này là của tôi, hoặc là của tôi, hay là tự ngã của tôi. Người thương, thân thương của chúng ta rồi sớm muộn cũng chia ly, chúng ta rồi cũng sẽ chia ly. Cho nên nếu mà mình quán vô thường để mà mình bỏ bớt cái ngã chấp, bỏ bớt những cái chấp trong cuộc đời này, ai có giận mình, ai có ghét mình, ai có đắng cay gì với mình, thì mình cũng nên bỏ qua, không chấp gì hết. Bởi vì nói như vậy không phải là dễ, không phải là dễ, không phải là dễ mà làm được như vậy. Nhưng mà mình làm được như vậy thì rõ ràng là ở trong cái nội tâm mình nó thanh thản, nó thanh thản. Nếu chúng ta không làm được như vậy, chúng ta hay chấp cái này, chấp cái kia đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy khổ. Thấy khổ. Và đặc biệt cái ngã chấp của mình mà chấp đến đâu á, thì mình sẽ khổ đến đó. Sẽ khổ đến đó. Ví dụ như mình ở một tỉnh nào, thì cái người mà ở trong tỉnh của mình đi ra ở một cái xứ xa nào đó, một tỉnh khác để làm ăn, thì mình gọi cái người đó là người đồng hương.
Rồi mình đi qua nước ngoài, rồi có người ở Việt Nam cũng đi qua bển, rồi mình cũng nhìn nhận cái người đó là người đồng hương, mặc dù là khác tỉnh. Ý chúng tôi muốn nói ở đây, cái tôi của mình, cái ngã của mình mà chấp tới đâu á thì mình sẽ khổ tới đó. Cái khổ của người ta thì mình cũng khổ cái đó, rồi cái vui của người ta thì mình cũng vui theo người ta. Ví dụ vậy, ví dụ như mình bây giờ là cái cộng đồng của người Việt Nam mà mình nghe đất nước Việt Nam như thế này thế kia đó, thì mình nói mà được những điều gì tốt thì mình vui, nhưng mà điều gì nó không tốt, chưa tốt thì mình cảm thấy buồn, thấy buồn. Còn mình đi ra cộng đồng, ra nước ngoài, nếu mà ai nói gì cái người Việt Nam mình, thấy không? Người Việt Nam mình thì cũng có người tốt, người xấu, nhưng mà đừng đánh giá hết toàn bộ là người Việt Nam là xấu. Cũng chỉ vì nhìn một hai người xấu đó mà đánh giá toàn bộ cho rằng người Việt Nam là xấu thì cái đó nó không đúng. Nhưng mà ai nói tới người Việt Nam, cho người Việt Nam là xấu thì rõ ràng là mình cũng buồn. Thì ở đây chúng tôi muốn nói, cái ngã của mình nó lan rộng đến đâu thì mình sẽ khổ đến đó. Giống như là mình, xin thưa quý vị là, giống như ai đây mà ghiền xem bóng đá ha, mà nói đội Việt Nam thắng thì mình vui, nhưng mà dù là không có mê lắm, không phải là mê lắm, nhưng mà nói tới đội Việt Nam thắng thì mình vui, nhưng mà đội Việt Nam thua thì mình buồn. Đó là trên góc độ quốc tế. Mà trên quốc độ mà tỉnh này tỉnh kia, câu lạc bộ này câu lạc bộ kia, mình ở cái địa phương đó mà cái đội bóng đá ở địa phương mình đi đá với cái tỉnh khác á, thì tự nhiên là cái tỉnh của mình thắng thì mình vui. Như vậy thì nó giống như là một cái vết dầu loang, vết dầu loang, cái ngã chấp nó giống như là một vết dầu loang. Thì ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta quán thường xuyên quán sát về vô thường để chúng ta bỏ bớt cái ngã chấp. Cái thứ hai nữa là chúng ta luôn luôn quán cái sự khổ, sự khổ. Cái khổ mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta đó là một định đề, định đề. Chúng tôi nghĩ là tại vì sao mình xét thấy rằng là lúc mình mới chào đời cho đến bây giờ mình bước sang cái tuổi trung niên rồi đó, thì mình mới thấm thía cuộc đời, mặc dù là cái trí của mình cũng là trí của người phàm phu thôi. Qua cái gì mình học hiểu Phật pháp, qua cái gì mà mình suy gẫm lời dạy của Đức Phật để mình thấm. Cho nên trên cuộc đời này nó chỉ là tương đối chứ không có cái gì là tuyệt đối. Được cái này thì mất cái kia. Chúng ta luôn luôn quán cái sự khổ này đó là đó là định đề. Cái khổ lớn mà chúng ta có đó là sanh già bệnh chết thôi. Cái khổ mà trong kinh mô tả đó là sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, khẩu cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa khổ, ghét mà gặp mặt nhau là khổ. Nói chung là vậy, cái khổ là vậy. Mà cái khổ lớn nhất là gì? Mình có cái thân này, mình chấp thủ với cái thân này, chấp ngã với cái thân này. Vì có chấp ngã cho nên chúng ta có hiện khởi, vì có hiện khởi cho nên là chúng ta có sanh lão bệnh tử sầu bi khổ hữu não diễn ra ở trong đời sống, và chúng ta phải nhìn thấy bản chất thật của nó là khổ đó. Cái người mà giàu có cũng có cái khổ của người giàu có, cái người nghèo khổ thì cũng có cái người nghèo khổ, khổ của người nghèo khổ. Cái người có địa vị thì cái khổ của người địa vị có, cái người không có địa vị thì cái khổ của người không có địa vị cũng có. Cho nên ở góc độ nào cũng là cái khổ. Cho nên chúng tôi nhớ cái ông triết gia của Lão Tử, triết gia của Trung Hoa, có một cái ông triết gia gọi là Lão Tử. Lão Tử sanh vào thời Chu của bên Trung Quốc. Ông là được xem như là một cái triết gia của người Trung Quốc, người Trung Hoa. Ông có nói một cái câu là ngô hữu đại hoạn dĩ ngô hữu thân, ngô nhược vô thân hà hoạn chi hữu. Ta có cái khốn khổ vì ta có thân,
Nếu ta không thân thì ta đâu có khổ. Nói chuyện này tại sao mình có mặt trên đời này gọi là biểu là mình không có thân, lại không có khổ. Nhưng mà mình gẫm lại là bởi vì từ ở cái việc mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này đó. Có mặt trên cuộc đời này thì kéo theo sau từ khi chúng ta được mới sinh ra cho đến khi chúng ta trưởng thành và hôm nay chúng ta sẽ bước qua tuổi trung niên hoặc là lão niên rồi đó, thì chúng ta gẫm lại là có cái thân này nó muôn sự diệt, muôn sự sanh ra từ khởi cái thân này bởi khổ. Bởi khổ là gì? Cho nên nếu mà quán về sự khổ, bậc thánh á, quý vị thấy rằng á, bậc thánh quán về vô thường mà chứng đắc quả thánh, quán về sự khổ mà chứng đắc quả thánh, quán về vô ngã mà chứng đắc quả thánh. Chúng ta thì chưa có suy xét được điều đó. Có quả mai thì chúng ta chỉ có một chút chỉ trí của phàm phu, qua một chút trí văn, qua một chút trí tư để chúng ta suy tư về bản chất của cuộc đời, gẫm cái thân này. Để chúng ta giảm bớt cái ngã chấp, đó là điều cần phải làm thôi. Cái ý nữa đó là quý vị thấy rằng là mình tinh cần ở trong cái tất cả các cái thiện pháp. Vì mình thấy sự khổ, thấy vô thường cho nên là mình phải tinh cần, tinh tấn ở trong mọi cái thiện pháp hàng ngày của mình để mong cầu giải thoát. Đó. Mong cầu giải thoát. Cho nên ở trên phương diện mà tu tập của mình á, về phương diện ngũ căn trong 37 pháp trợ Bồ đề đó thì nó có 37 pháp tất cả, 37 pháp tất cả. Thì trong đó có tính căn, có tấn tấn căn, có niệm căn, có định căn và có tuệ căn. Như vậy thì mình có lòng tin ở nơi Phật Pháp Tăng, lòng tin nơi cái pháp mà mình thực hành, lòng tin ở nơi nhân quả luân hồi nghiệp báo, để chúng ta thấy sợ hãi trong luân hồi, thấy sợ hãi trong luân hồi để chúng ta lập tâm thực hành những thiện pháp sớm được giải thoát, mong làm sao đoạn trừ phiền não để sớm được giải thoát. Đó là điều mà chúng ta mong muốn. Cái niềm tin của chúng ta nó là một yếu tố quan trọng, đó là tính căn. Tính căn. Cái thứ hai nữa là chúng ta có tấn căn. Tức là mọi việc ở trong đời sống tu tập của mình luôn luôn có cái sự nỗ lực ở trong đó, có sự siêng năng trong đó. Sớm muộn gì, vì thấy ở trong nội tâm của mình đã có pháp bất thiện sanh khởi thì mình tu tập làm sao á, mình loại bỏ nó đi. Loại bỏ nó đi. Một ý niệm xấu đi nữa thì cũng nên bỏ nó đi. Bởi vì nếu mà mình không bỏ nó thì không thể nào mà mình có được sự an lạc. Nếu mà pháp bất thiện chưa sanh thì mình phải luôn luôn tu tập để làm sao pháp bất thiện không thể sanh khởi. Tham sân si không sanh khởi được. Hoặc là nếu mà nó có sanh khởi thì nó sanh trong khoảng chốc ngắn nào đó, một thoáng thôi, một thoáng của ý niệm thôi, thì nó được dẹp dập tắt đi bởi những cái ý niệm thiện khác thay thay đổi nó, thay thế nó. Hả, ý niệm bất thiện sanh khởi lên thì chúng ta dùng ý niệm thiện để đánh đổi nó đi, thay thế nó, đuổi nó đi. Rồi thiện pháp ở trong tâm của chúng ta mà chưa có thì chúng ta ráng cố gắng làm sao cho nó tăng trưởng lên. Và khi mà thiện pháp ở trong lòng của mình, trong tâm của mình có rồi thì cố gắng gìn giữ những cái điều đó. Bởi vì không có cái gì quý bằng chính cái thiện pháp ở trong lòng của mình, trong tâm của mình nó có được. Như vậy thì cái sự tấn căn á, mình trau dồi thường xuyên, tinh tấn trong từng thời gian, trong từng lứa tuổi và trong từng hoàn cảnh, chúng ta phải có sự tinh tấn để tu là vậy. Rồi mình tập cho cái tâm của mình có sự trú niệm. Ví dụ lấy một cái đề mục nào đó, hoặc là đề mục hơi thở, hoặc là đề mục nhìn vào đất, nước, lửa, gió gì đó để trụ tâm.
Mặc dù là thiền chỉ thì quý vị thấy rằng là mình cần phải ngồi một chỗ để mà mình tu tập, tu thiền. Nhưng mà nếu như mà mình tu tập thiền quán thì bất cứ dù là đi đứng nằm ngồi mình cũng có thể tu tập được. Bởi luôn luôn quán mà. Luôn luôn quán. Vì vậy ở đây đó, có thể nói rằng mình ráng trau dồi cái định tâm, định căn của mình nó được vững chắc, không để bị tán loạn. Rồi cái niệm căn của mình là luôn luôn ghi nhận, biết rõ về những cái diễn biến của thân và tâm của mình. Và luôn luôn suy xét về vô thường, suy xét về khổ, xét về vô ngã. Vô ngã. Nếu chúng ta suy xét được những điều đó thì có lẽ là chúng ta có được cái sự an lạc từ ở nội tâm. Chúng ta tập cho mình có một cái sự tinh tấn, hoan hỷ, khéo suy xét như vậy. Để chi? Trong mọi trường hợp chúng ta vẫn có được cái sự tinh tấn phấn khởi ở trong đó. Hoan hỷ ở trong đó. Thì như vậy đó, cũng hy vọng rằng đó, một ngày nào đó, một lúc nào đó, nếu mà chúng ta tu tập pháp độ được đầy đủ, các cái công đức được viên mãn á, thì chúng ta có thể đoạn trừ được phiền não lậu hoặc để hướng để giải thoát. Còn nếu như chúng ta chưa đoạn trừ lậu hoặc thì chúng ta cũng còn luân hồi. Còn bây giờ á, thì trước mắt là chúng ta nên cố gắng lập cái tâm của mình. Thứ nhất là mình hoan hỷ tránh xa việc ác. Cái thứ hai là mình nên cố gắng hành làm những cái điều thiện. Thứ ba là nên cố gắng giữ giữ cái tâm của mình bằng đời sống thiền tập. Và thứ tư luôn luôn có ý nguyện hoan hỷ hướng đến những giải thoát. Và đặc biệt là chúng ta khéo tác ý suy nghĩ về vô thường, suy xét về vô thường, suy xét về khổ, bản chất của sự khổ. Rồi chúng ta suy xét về vô ngã, tức là không có cái chi là của mình, thân của mình cũng không phải của mình đâu. Và khi mà mình suy xét như vậy thì cái của mình thường xuyên được an trú ở trong chánh niệm, trong chánh pháp. Và vì vậy đó thì đến một lúc nào đó mình tu tập đoạn trừ phiền não được thì đạt được cái sự giải thoát. Mà Đức Phật Ngài dạy ở trong cái kệ ngôn này: bậc có trí phấn khởi, trường hợp đáng phấn khởi, tức là mình hoan hỷ ở trong những cái điều đáng hoan hỷ, đó là thiện pháp ở trong lòng của mình. Tỷ kheo, vị tỷ kheo nhiệt tình, thông minh và cẩn trọng, quán xuyến nhìn sự vật, với trí tuệ bát nhã, nhiệt tình trú như vậy, sống đời sống an tịnh, không bồng bột sân, hăng say, chú lực tâm tịnh chỉ có thể đạt chứng được đoạn trừ diệt khổ đau. Như vậy thì ở trong cái nội dung của bài học hôm nay đó là có hai cái pháp. Cái thứ nhất là mình tập cái tâm của mình thật sự là hoan hỷ, phấn khởi ở trong cái việc tránh xa các điều ác, thực hành các thiện lành, giữ cái tâm của mình bằng đời sống chánh niệm và luôn luôn có ý nguyện hướng đến sự giải thoát. Cái thứ hai á, là mình khéo tác ý để có sự tinh tấn. Mà thường thường khéo tác ý ở đây đó là mình luôn luôn suy xét về vô thường, suy xét về khổ và suy xét về bản chất là vô ngã, để tâm mình có được cái sự an tịnh, chánh niệm, đời sống hàng ngày. Hy vọng rằng một lúc nào đó, một kiếp nào đó, chúng ta sẽ đạt được sự giải thoát. Chúng tôi nhớ ở trong kinh Tương Ưng ấy, Đức Phật có dạy rằng ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ, ai ưa thích với khổ người đó không thoát khổ. Tương tự như vậy, Đức Phật Ngài nói rằng ai ưa thích với thọ, với tưởng, với hành, với thức, tức là mình ái luyến ở trong năm uẩn của mình, thì do mình ái luyến, mình ưa thích với lại năm uẩn của mình thì mình không thể thoát khổ, là như vậy. Do vậy thì chúng ta học qua cái bài học này là bài học mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta về hai pháp. Một là chúng ta tập cho chúng ta phấn khởi hoan hỷ ở trong mọi cái thiện pháp trong đời sống hàng ngày. Cái thứ hai nữa đó là mình phải khéo suy xét để mà mình nỗ lực tinh tấn tu tập.
hướng đến sự giải thoát. Thì chỉ có như vậy thì chúng ta mới có được cái an lạc trong đời này và hướng đến giải thoát ở trong tương lai. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc. Kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Xin hướng nguyện phần phước này đến với các tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì mỗi chư Phật tử chúng ta luôn có được cái sự an lạc, để chúng ta luôn luôn nuôi được cái sự tinh tấn niềm tin của mình ở trong đời sống tu tập của mình. Cuối cùng xin hướng nguyện tất cả. Nam mô Bụt Tha Gia. Dạ, sa thú thành thai chúng con.